Nhân xin chào cô chú anh chị. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô đất ha, gần sát bên công viên Bãi Quan Thế Giới luôn cô chú anh chị. Rồi Nhân đang chạy cái đường trục chính TC5. Mình tới cái đường D21 rẽ vào. Thì từ 21 mình rẽ vào thì nó đâu vào tầm khoảng chừng 50m hay là tới vị trí đó đất nha chú chị. Lô đất của mình Y9.315. Lô đất này với cái diện tích là ngang 4, sâu vào 21.5 nha chú chị. Nó từ cái cột mốc có sẵn của mình nè. Qua tới cột mốc bên đây nè, 4m ha. Sâu vào 21.5 là mình hình dung cho dễ ha, nó bằng căn nhà nè. Hai căn này nó là sẽ bằng vậy đó, nó đụng đít với bên kia. Bên kia quay ngược lại thì nó 4 dài 19 thôi, nó ngắn hơn mình ha. Và cái hướng của mình là hướng Tây chú chị. Hướng chính Tây luôn. Thì cô chú anh chị nằm thuộc cung mạng là Tây Tứ Trạch nha, sẽ hợp được cái vị trí lô đất này. Những cái vị trí mà nó gần công viên Bãi Kỳ Quan á, thì đa số là thứ nhất là mình hưởng được một cái lề của chú chị. Lề nó 3m nè. Cái vỉa hè này là con chú anh chị mình đậu xe hơi là lên vỉa hè luôn, thoải mái vô tư luôn ha. Lòng đường thì nó 8m, thì mình tính tổng cái con đường của mình là nó 14m luôn chú anh chị. Ở đây thì tất cả đường thông hết nha. Chạy vô cuối đường này, cuối này lóc Y7 này, chỗ nhà Nhân ha. Nó mình rẽ ra trái, rẽ ra phải, nói chung là thông hết tất cả luôn. Khu vực này thì nhà là cũng tương đối đông luôn chú anh chị, nằm thấy rất nhiều ha. Nó là tính ra nó cách công viên Bãi Quan khoảng chừng 50m rồi. Ở đây nhìn ra là thấy liền. Cái khu vực này á, thì hiện tại là chủ đang gửi Nhân cái lô này với cái giá là 1.250.000.000 chú anh chị. Sổ hồng riêng thì có sẵn rồi, đang ở nhà chú luôn, thì chú ở trong khu dân cư cách từ vô sinh của mình luôn. Thì mua bán giao dịch này kia, đặt cọc này kia thì sẽ gặp chú. Thì nhà chú từ đây mình chạy xuống tới nhà chú khoảng chừng 500m nha. Đó, thì chủ trong đây luôn. Thì hiện tại là sổ có sẵn ở nhà luôn. Đó, xem sổ giấy tờ này kia, đặt cọc này kia qua nhà chú. Thì cái vị trí của những cái lốc như thế này nè, những cái lốc này, tức là cái con đường nó từ đường D21 nè, 22, 34. Thì những cái lốc này, cái thời điểm mà đợt sốt á, thì không, nói chung không nói đâu xa, thì cách đây nè, nó vừa qua hai cái căn nhà này thì có một cái lô kẹp giữa đó. Thì cái lô đó là hồi đầu năm rồi là cái đợt đó là nói chung là nó cũng đang giảm nữa chú chị. Thì giao dịch là 1.650.000. Nó còn cái đợt mà nó sốt mà còn đỉnh điểm này kia là khoảng 1.8. Nó giống cái căn nhà này. Nó căn nhà này ngày xưa là chị này chỉ mua 1.8 nè. Tỷ chính xác là 1.780.000.000. Nhưng mà cái đó thì nó ngắn hơn, nó chỉ có 19m thôi. Nó của mình thì tới 421 lần đó. Thì hiện tại là cái giá nói chung là nó giảm cũng khá là sâu, khoảng tầm 30%, hơn 30% chú chị. Thì thời điểm này là một cái lợi thế rất là lớn để cho cô chú chị mình mua để mình đầu tư, hoặc là để dành sau này mình mua bán lại, hoặc là cho tặng cho con cháu gì đó, hoặc là mua xây nhà ở. Thì cái thời điểm này là mua là tuyệt vời luôn. Nó giống như bây giờ một cái căn mà Nhân nói, nhân lấy một cái ví dụ luôn cho chú chị mình hình dung, thì cái căn bên kia, cái căn mà màu xanh xanh đó, thì cái thời điểm đó là ảnh mua cái lô đất đó không, là cái giá nó đã 1.650.000, cái đó nó cũng 4.19, nhưng mà nó xa bên kia xíu thì giá nó rẻ hơn những khu này. Khu này nó ngay trong trung tâm nè. Nó thì anh xây một cái căn nhà lên vậy, căn nhà đó anh xây xong hết luôn là nó rơi vào tầm khoảng 2 tỷ nữa. Nó một trệt hai lầu và sân thượng tâm trên là nó rơi vào tầm khoảng 2 tỷ nữa chú chị. Coi như anh xây xong cái nhà nó 3 tỷ mấy rồi, 3 tỷ mấy giấy tờ rồi này kia nữa, coi như là ngót ngát gần 4 tỷ bạc, khủng khiếp không. Nói còn bây giờ ví dụ như mình xây một cái căn nhà như thế này thì mình rẻ hơn được vài trăm triệu đó, rất là sướng luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha, đã theo dõi video này. Thì cô chú anh chị mình ưng lô đất thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân để mình xuống mình xem thực tế lô đất ha. Còn giá cả đâu này kia thì sẽ gặp chính chủ để thương lượng. Rồi Nhân xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo.